cả nhà đến với kênh Lê Linh Miền Tây, đến với kênh của Linh. Cả nhà nhớ ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ để động viên tinh thần cho Linh nha cả nhà. Trưa nay Linh ăn cơm với cá lóc nấu canh chua với cá lóc kho tiêu cả nhà. Đây là canh chua Linh nấu rau bạc hà với giá với rau cần nước cả nhà. Linh có nêm ít rau quế vô cho nó thơm á. Linh nấu canh chua me. Còn đây là cá lóc kho tiêu, Linh kho có chung với thịt heo nữa. Đây là dĩa chua chát của Linh nè, chua chát với như đu đủ mắm, Linh sẽ chấm với cá kho tiêu này. Còn đây là khoai lang mật cả nhà, khoai lang mật Linh luộc. Khoai lang này ngon lắm đó. Mời là cả nhà ăn cơm cùng với Linh nha. Ăn cái chú chát này. Chú chát này Linh kho nó cũng còn sập sập nước cả nhà. Chấm cái chú chát này ngon lắm. Cá này Linh kho tiêu, nó vừa ăn nó không mặn quá. Cá lóc này nuôi chứ không phải cá lóc đồng cả nha. Sáng Linh đi chợ Linh mua cá lóc này hơn nửa ký, 600-700 gram gì đó. Linh nấu canh chua khúc đầu với khúc đuôi, còn cái khúc giữa Linh kho. Linh ăn canh ít chấm nước mắm nên Linh không có gót nước mắm. Cá kho chát chấm cá kho ăn ngon, ngon chắc chát nó mặn mặn cái nhà ngon. Thank you.
Linh ăn xong chén cơm đó cả nhà, giờ chuyển qua ăn khoai lang. Khoai lang này ngon lắm, Linh bẻ ra thử ra nó bột chứ không. Khoai lang này ngon cả nhà, trong các loại khoai lang Linh khoái ăn khoai lang này nhất. Ta kêu khoai lang mật, còn là Linh kêu khoai lang gì tự nhiên quên hết mẹ. Rồi Linh thì Linh kêu khoai lang Đà Lạt, người ta thì ta kêu khoai lang mật á. Khoai lang này nó ngon, nó bột.